cách đầu tư chứng khoán hiệu quả với quỹ etf đầu tư thụ động quỹ etfx trên traded Fund, là quỹ đầu tư được mô phỏng theo sự biến động của một chỉ số tham chiếu như chỉ số chứng khoán cổ phiếu hoặc một loại tài sản nào đó vậy cụ thể quỹ etf là gì có nên đầu tư vào quỹ etf hay không các quỹ etf tại việt nam hiện nay là gì cách đầu tư chứng khoán hiệu quả với quỹ etf đầu tư thụ động như thế nào tất cả sẽ được bích đầu tư bật mí ngay trong bài viết này Quỹ ETF là gì? ETF là tên viết tắt của Exchange Traded Phân tức là quỹ hoán đổi danh mục. Đây là một quỹ đầu tư được thành lập trên cơ sở mô phỏng tỷ suất lợi nhuận của các chỉ số cổ phiếu, trái phiếu hoặc một loại tài sản hàng hóa nào đó như giá vàng, giá dầu, tỷ giá hối đoái, chỉ số VN30. Đặc trưng của quỹ ETF, ETF mang đặc điểm của quỹ đầu tư, bạn có thể xem ETF là hình thức đầu tư tổng hợp khi đầu tư vào ETF đồng nghĩa bạn đang giao dịch với một loại tài sản gộp chung. Có thể là chỉ số chứng khoán VN30, rổ 30 cổ phiếu mạnh nhất Việt Nam hay cổ phiếu công nghệ Trung Quốc đến trái phiếu lợi suất cao, vàng thỏi giao ngay, ETF mang đặc điểm của cổ phiếu khi được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán, vì bạn có thể mua bán chứng chỉ quỹ như việc mua bán một mã cổ phiếu, chi phí quản lý thấp, dễ dàng đầu tư giao dịch do được niêm yết và thanh khoản được đảm bảo, phù hợp với những nhà đầu tư muốn đầu tư thụ động đánh cược vào xu hướng của thị trường hay chỉ số mà mình muốn đầu tư nếu như đầu tư vào một mã cổ phiếu thì bạn phải phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật để dự đoán về giá cổ phiếu hay tương lai của công ty đó còn thông qua quỹ etf bạn chỉ cần đánh giá xu hướng triển vọng của ngành thị trường mà bạn muốn đầu tư ai có thể tham gia đầu tư quỹ etf bởi những đặc trưng như trên nên bất cứ ai kể cả nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đều có thể tham gia giao dịch etf nhưng đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư muốn đầu tư thụ động, không có nhiều thời gian để phân tích nhiều công ty trong một thị trường rộng lớn. Các loại quỹ ETF hiện nay trên thị trường sẽ có 3 loại quỹ ETF phổ biến có thể kể đến là quỹ ETF cổ phiếu, quỹ ETF trái phiếu, quỹ ETF theo ngành. Mỗi loại sẽ có cách phân biệt và đặc điểm riêng như sau, quỹ ETF cổ phiếu, đây là quỹ đầu tư mô phỏng biến động của các bộ chỉ số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán như chỉ số VN100, chỉ số VN30, chỉ số S ngoài ra còn rất nhiều các loại quỹ etf khác như quỹ etf tiền tệ quỹ etf nghịch đảo quỹ etf đầu tư thay thế nhưng ba quỹ ở trên là phổ biến và hay gặp nhất giao dịch etf như thế nào để có thể giao dịch etf bạn có thể thực hiện thông qua hai cách cơ bản như sau mua bán trực tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán hiện nay hầu hết các chứng chỉ quỹ etf đều được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán chính vì vậy mà bạn có thể mua bán dễ dàng thông qua các lệnh Mua sơ cấp từ nhà tạo lập quỹ, đối với việc mua sơ cấp từ nhà tạo lập quỹ, các nhà đầu tư bắt buộc phải mua với số lượng tối thiểu là một lô đơn vị quỹ của ETF. Ở Việt Nam, một lô đơn vị quỹ của ETF sẽ gồm tối thiểu 100.000 chứng chỉ quỹ ETF. Tuy nhiên, số lượng chứng chỉ ETF thường sẽ không cố định mà dao động lên xuống tùy thuộc vào cung cầu thị trường cũng như được điều chỉnh trong quá trình phát hành và mua lại, có nên đầu tư quỹ ETF hay không? Để đi tìm câu trả lời cho thắc mắc có nên đầu tư quỹ ETF hay không thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về lợi ích và rủi ro của loại hình này. Cụ thể như sau, 1. Lợi ích khi đầu tư quỹ ETF đa dạng hóa danh mục đầu tư với chi phí thấp do ETF được cấu thành từ danh mục cổ phiếu mô phỏng danh mục cổ phiếu của chỉ số tham chiếu, khi nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ ETF cũng có nghĩa là họ đang nắm giữ một danh mục có tỷ trọng giống như chỉ số mà quỹ ETF đang mô phỏng không đòi hỏi hiểu biết chuyên sâu về từng cổ phiếu cụ thể, việc đầu tư vào từng mã chứng khoán riêng biệt đòi hỏi nhiều thời gian để phân tích cổ phiếu và thời điểm giao dịch. Điều này ngày càng trở nên khó khăn hơn khi số lượng cổ phiếu niêm yết ngày một nhiều hơn, thậm chí lên tới hàng ngàn mã cổ phiếu, đầu tư vào thị trường chứng khoán một cách dễ dàng với sản phẩm quỹ ETF, nhà đầu tư sẽ đầu tư vào một rổ chỉ số, dễ theo dõi và phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Không chuyên nghiệp hoặc các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư tổ chức ngoài ra việc đầu tư vào một rổ chứng khoán đầu tư theo chỉ số cũng hạn chế hiện tượng thị trường bị lạm dụng thao túng thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài etf là cách nhanh nhất để nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường chứng khoán việt nam do cơ chế quỹ mở nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế sở hữu số lượng chứng chỉ quỹ etf nắm giữ thông qua quỹ etf nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ gián tiếp sở hữu những cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa mà họ không thể mua được trực tiếp tuy nhiên lưu ý rằng nhà đầu tư nước ngoài sẽ không nhận lại được những cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa này khi thực hiện lệnh hoán đổi bán etf vì công ty quản lý quỹ sẽ bán phần vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hoàn trả nhà đầu tư tiền mặt tương ứng an toàn quỹ etf thường cho vào rổ của mình những cổ phiếu mạnh nhất có tích thanh khoản cực cao có xu hướng tăng giá dài hạn trong tương lai những cổ phiếu kém hấp dẫn sẽ không có cửa vào rổ etf Ngoài ra những cổ phiếu trong rổ của quỹ ETF còn thường được các nhà đầu tư chuyên nghiệp đưa vào tham chiếu trong danh mục đầu tư của mình. Hai, Rủi ro khi đầu tư quỹ ETF, bất kỳ một loại đầu tư nào cũng tồn tại những mặt rủi ro của nó. Và quỹ ETF cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Những rủi ro đó đến từ việc tính đa dạng chưa đủ. Đặc điểm của quỹ ETF đó là tính đa dạng hóa tuy nhiên trên thực tế có những quỹ etf chỉ theo dõi một nhóm cổ phiếu nhất định thuộc những nhóm ngành khác nhau như cổ phiếu ngành xăng dầu hàng không những quỹ này độ đa dạng hóa còn thấp nên dễ xảy ra tình trạng thua lỗ tính thanh khoản trên thị trường chứng khoán bên cạnh những loại cổ phiếu có tính thanh khoản cao thì vẫn có thể có những cổ phiếu thanh khoản thấp quỹ etf cũng vậy do đó các nhà đầu tư cần xem xét kỹ càng trước khi quyết định mua một loại quỹ etf nào đó một số quỹ etf hoạt động không hiệu quả quỹ etf mô phỏng chỉ số của một ngành nào đó vì vậy mà khi ngành hoạt động không hiệu quả sẽ dẫn đến việc giá chứng chỉ quỹ của ngành đó cũng sẽ có xu hướng sụt giảm theo chi phí mua quỹ etf cao hơn so với mua cổ phiếu riêng lẻ khi mua chứng chỉ quỹ etf nhà đầu tư sẽ phải chịu thêm chi phí môi giới đồng thời thêm phí quản lý nên sẽ cao hơn hẳn so với mua các loại cổ phiếu thông thường không có đặc quyền như cổ phiếu Đối với chứng chỉ quỹ ETF thì khi nắm giữ bạn sẽ không được hưởng những đặc quyền như đối với cổ phiếu là không được quyền tham gia vào đại hội cổ đông. Các quỹ ETF tại Việt Nam, hiện nay, trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang lưu hành 4 loại quỹ ETF chính bao gồm quỹ FTSE Việt Nam Index ETF là quỹ mô phỏng chỉ số FTSE Việt Nam Anse Index bao gồm các cổ phiếu chiếm 90% giá trị vốn hóa thị trường và chỉ số FTSE Việt Nam Index, quỹ Vanek Vector Việt Nam ETF mô phỏng theo chỉ số MVIS Việt Nam Index. Quỹ ICMSCI Frontier ETF được mô phỏng dựa theo chỉ số MSCI Frontier Market 100 Index, quỹ ETF VFM VN30 mô phỏng theo tỷ lệ chỉ số VN30, xem thêm, cách trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cùng bích đầu tư, lời kết, như vậy qua bài viết bạn đã biết được ETF là quỹ hoán đổi danh mục được lập ra để mô phỏng theo một chỉ số nhất định như VN30, cho phép nhà đầu tư mua bán chứng chỉ quỹ CCQ như một mã cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận khi đầu tư qua các quỹ etf bạn không cần phải phân tích một công ty nhất định mà chỉ cần nghiên cứu đánh giá một ngành nghề mà bạn cho rằng sẽ có triển vọng trong tương lai đầu tư vào quỹ etf khá an toàn vì bạn đang đầu tư vào một thị trường tăng trưởng chứ không phải một công ty đơn lẻ và quy mô của một thị trường thì thường sẽ tăng trong dài hạn để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin về kinh nghiệm đầu tư sẽ giúp bạn những thông tin hữu ích quan trọng và cần thiết đem lại sự tự tin cũng như nền tảng kiến thức vững chắc để bạn bước chân vào lĩnh vực này chúc các bạn đầu tư thành công